Rồi, xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Xe Thành. Hiện tại Nhân đang ở ngay siêu thị Nhật Bản Aeon Bình Tân mình ha, trong khu tên lửa Aeon Bình Tân mình. Và đây là đường tên lửa nha. Ở đằng kia là đèn xanh đèn đỏ ngay chỗ đường số 17 và đường tên lửa. Thì Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản ở trên trong khu tên lửa này luôn. Ở trên trục đường chính đường số 7 ha anh chị. À, hướng này thì mình ra lại đường Kinh Dương Vương, ngoài kia là ngã tư đường Kinh Dương Vương nha. Đây ngã tư Kinh Dương Vương nha. Rồi bây giờ Nhân sẽ chạy tới vị trí căn nhà cho anh chị mình xem nha. Trên nhà mình có cái thước ngang là 4m và chiều sâu vào á là 11m nha anh chị, nằm ở trong góc hai mặt hẻm ha. Không pháp lý, không có, nhà mình là sổ hồng riêng nha anh chị, mua bán ký công chứng sang tên. Đó. Đây là ngã tư giữa đường số 17 và đường tên lửa nha anh chị. Đó, 17 giờ tên lửa chạy thẳng luôn là ra đường số 7 ha. Đó, đây là trục đường chính của đường tên lửa nha, ngay chỗ siêu thị Nhật Bản Aeon Bình Tân mình. Căn nhà này hiện tại là căn góc ở hai mặt hẻm, hướng nhà là hướng đông, và giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 4,2 tỷ nha anh chị, 4,2 tỷ, còn hương lượng trực tiếp với chủ nha. Đó, anh chị mình quan tâm tới bất động sản này liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 nè. Đây là đường số 1 và đường số 7 anh chị, đây là đường số 1 và đường tên lửa. Đường số 1 và đường tên lửa nha. À, rồi mình căn nhà mình nằm ngay cái chung cư Hưng Thịnh Land đó anh chị. Hay em quay cái trong khu tên lửa cho anh chị mình xem á, sự nhộn nhịp của quận Bình Tân mình ha. Một khu rất sôi nổi luôn. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng ha. Hẻm trước nhà mình là hơn 3 mét nha. Hẻm xi măng cách mặt tiền đường số 7 thì chỉ khoảng 25 mét thôi. Đó, đèn xanh đèn đỏ này là đường số 7 và đường tên lửa ha anh chị. Ở đây 17A nè. Ở đây mình rẽ tay phải nha. Ở đây là bên kia là Thế Giới Di Động. Còn Pizza Domino ha. Đó, ở cái nhà thờ phía trước ha, cái chung cư phía trước mặt là chung cư Hưng Thịnh Land đó. Còn đây là trục đường số 7. Hai làn đường ha anh chị. Hai làn đường nha anh chị. Ở dòng xây này, dòng xây giữa vành đai trong và đường số 7 ha. Đây là trục đường chính nha anh chị. Căn nhà mình thì cách 25 mét là tới vị trí căn nhà từ từ đường số 7 này đi vào ha. Đó, ở trên bên đây là nhà thờ Bao Lô. Đó, bên tay trái của mình đó là nhà thờ Bao Lô ha. Đây là ngã tư giữa dòng xây giữa vành đai trong và tên lửa đường số 7. Khu tên lửa Aeon Bình Tân. Đó, bên kia là nhà thờ Bao Lô nha. Rồi vẫn tiếp tục chạy theo cái trục đường chính này ha anh chị. Ở chung cư phía trước là chung cư Hương Thịnh Land. Căn nhà ngang 4m và chiều sâu vào 11m nha anh chị. Rồi, trên trục đường chính luôn. Hẻm thông qua đường số 5 luôn nha anh chị. Đường mình ở đường số 7 này không ngang qua căn nhà mình, ở đường số 5 luôn. Ở nhà hàng Hải Cảng ha. Nhà hàng Hải Cảng bên kia đường. Đó, đối diện chung cư Manlife đó là tới rồi. Đối diện chung cư Manlife tới đây đường số 7, đường số 7 và đường số 6 vào chợ cây da xà. Ở bên đây thì thẳng ra chợ cây da xà nha. Giáp với quận 6 ha, giáp với lại quận 6 gần chợ Phú Lâm, gần cấp Bắc Phú Lâm. Rồi đối diện cái chung cư Manlife này tới rồi anh chị. Đối diện cái chung cư Manlife này tới rồi. Đó, Nhân sẽ đứng ở đây và review bên trong cho anh chị mình xem nha. Ở ngay vị trí này ha. Đó, trước mặt anh chị là chung cư Manlife nha. Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Xe Thành. Hiện tại Nhân đang ở chung cư ở đường số 7 nha, ngay chung cư Manlife Bắc View nè. Ở đây là trục đường số 7 khu tên lửa Aeon Bình Tân mình nha anh chị.
Thì hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản ở trên đường số 7 này. Ở gần kia là cái nhà hàng Paulo ha, và cái nhà hàng hải sản restaurant ha anh chị. Ở đây là trục đường số 7 nha, hướng này về khu tinh lửa Eon Bình Tân. Và cái hướng ngược lại của mình nè, là ngay góc ngã tư với đường số 6 và đường số 7 ha. Đó, đó rồi về lại rẽ bên kia là bên chợ cây da xà ha anh chị. Và đi thẳng luôn á thì mình ra phố ẩm thực quận 6 ha. Đó, căn nhà Nhân sẽ giới thiệu anh chị là nằm đối diện với chung cư Bắc Manlai Parkview này nha, ở đường số 7 anh chị. Hẻm vào nhà của mình đó là số 5 ha. Đó. 5/16 nha anh chị. 5/16 đường số 7. Tôi tên lửa Eon Bình Tân mình nha. Chiều ngang là 4m và chiều sâu vào là 11m ha. Nhà mình nằm ở căn góc hai mặt hẻm nha. Nó hẻm vào nhà của mình là khoảng 3m mấy anh chị. Hẻm vào nhà mình khoảng 3m mấy ha. Cách mặt tiền thì chỉ khoảng 25m thôi. Căn nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha. Pháp lý là sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên nha. Đó căn này hả anh chị. Ở 5/16 đường số 7 nè. Ở phường Lạc A quận Bình Tân nha. Căn nhà một trệt một lầu nằm ở căn góc hai mặt hẻm hả anh chị. Ở bên ngoài có khung sắt bảo vệ hả anh chị. Đó, ở đây nè. Đây là cái vị trí căn nhà của mình nè. Nằm ở căn góc hai mặt hẻm ha. Đó, ở đây mình có hẻm sau nữa nè. Đây có hẻm sau đó anh chị. Đó. Ngang là 4m, chiều sâu vào 11m ha. Đó, đồng hồ chính mình để bên ngoài đây ha. Đồng hồ để bên ngoài đây nha. Nằm ở căn góc hai mặt hẻm. Vị trí phía trước mặt là chung cư ông Online ha. Và người kia là đầu đường số 7 nha. Ở trên mình có mái che và làm khung sắt bảo vệ bên ngoài cho căn nhà mình rồi. Đây hưởng chiếc nhà của mình nè. Hưởng chiếc nhà của mình nè anh chị. Nhà mình hướng chính là hướng đông nha anh chị. Nằm ở căn góc hai mặt hẻm. Bên đây hẻm một hẻm nè. Bên đây một hẻm. Hẻm trước nhà sạch sẽ ha. Hẻm xi măng ha anh chị. Nhà cao ráo. Điện chính nước chính ha. Ngang là 4m, chiều sâu dòng 11m. Đó, sổ hồng riêng hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên ha. Giá hiện tại chủ đăng ký con này có giá là 4.200.000 đồng nha. Còn hương lượng trực tiếp với chủ nha. Giá này vẫn còn hương lượng ha. Anh chị mình quan tâm đến bất động sản này thì đến xem, nếu Nhân thấy phù hợp cái căn nhà này thì Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha. Đây ra kia là khoảng 25m nha anh chị. Nó nằm ở căn góc nè. Có nhà mình thì tương đối cao hơn so với cái đường. Thì chủ làm cái bậc thềm để mình để xe lên. Ở trong mình để xe được thoải mái ha. Ở trong mình để xe thoải mái ha, để đây hai chiếc xe nè, chiếc xe đạp, xe máy ha, mình để thêm vài chiếc xe nữa cũng được nha. Cửa bên ngoài là cửa sắt bốn cánh ha, tường ốp gạch cao tới trên. Tường ốp cao tới trên nha anh chị. Đó, hiền nhà mình cao ráo ha. Ở bên trong nó cao hơn khoảng 2 tấc nữa. Đó, khung sắt bảo vệ bên ngoài. Mình mở được cửa phía sau ha. Giá là 4.200.000 đồng, còn hương lượng trực tiếp với chủ ha. Anh chị mình đến xem, nếu thấy ưng ý nhưng sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá nha. À, giá vẫn còn hương lượng nha anh chị. Hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 để xem bất động sản này ha. Nếu thấy ưng ý thì Nhân sẽ hẹn chủ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc thêm về giá. Đó, nhà nằm ở địa chỉ là 5/16 đường số 7 khu tinh lửa Eon Bình Tân nha. Ở đây ở trong thì lót gạch bốn kính loại 6 tấc nha anh chị. Trần nhà cao ráo. Bên trong thì chủ cũng ốp gạch cao lên khoảng 1m6 rồi. Ở bên sau mình có mở cửa sổ ha, mở cửa lên, cửa ngoài phía sau ha anh chị. Đây ngoài sau có mở cửa phía sau ha, chiều ngang là 4m nha. Chiều ngang là 4m nha anh chị, và chiều sâu dài là 11m ha. Đó, khu dân cư hiện hữu hết nha anh chị. Ở đây mình có mở cái cửa sau nè. Có cửa sắt ngoài sau ha, cửa sắt lớn nha. Có ngoài đây có cái cửa kéo nữa nè, cửa kéo lùa ha. Ở đây thì cái sân mình để xe, mình cặp bên hông nhà mình để được nhiều chiếc xe nha. Ở trần nhà cao ráo nha. Đây anh chị mình xem cái không gian bếp nè. Bếp thì anh chị mình về cần thì mình lắp thêm tủ bếp trên và cái kệ bếp dưới nữa ha. Thì bếp hiện tại đây mặt sử dụng đá hoa cương và hai bồn rửa ha, sâu lồng loại 304 nha anh chị.
Nhà vệ sinh phía sau, nhà vệ sinh phía sau cùng với nhà ha, là cửa dùng cửa nhôm kết hợp với kính màu nha anh chị. Ở bên trong mà chủ ốp gạch ngang cao tới trên, các thiết bị trong nhà đầy đủ ha. Đó, thiết bị trong nhà vệ sinh đầy đủ hết nha. Đó, trần nhà cao ráo nè, trần nhà vệ sinh cũng cao nè ha anh chị. Bên trong thì chủ để máy giặt trong đây luôn, để được máy giặt trong này luôn nha anh chị. Đó, đây để máy giặt bên đây còn rộng rãi nha. Ở trên có cái kệ để mình để những vật dụng cần thiết trên đây, để mình giặt đem xuống ha. Đó, bị trong đây là sử dụng đồ inox hết trơn nè. Đó, bồn sứ hết ha, gạch thì màu xám nha anh chị. Đó, gạch nhám. Ở dưới cầu thang thì cũng còn khoảng trống nhỏ, mình có thể về làm thêm cái tủ để mình để lên trong đây. Nhà còn mới chắc chắn nha. Chiều ngang là 4m và chiều sâu vào á là 11m, hướng nhà là hướng nam ha, hướng đông nha. Hướng nhà là hướng đông và hẻm trước nhà là hẻm 3m, hẻm xi măng 3m hơn ha anh chị. Nó có cái sân trước nhà rộng rãi để mình để xe ha. Khu dân cư hiện hữu hết nha anh chị. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán thì ký công chứng sang tên. Đó, bây giờ mình sẽ lên trên quay trên cho anh chị mình xem nha. Cầu thang ở trên, cầu thang thì để cuối cùng ở nhà mình, đi theo chiều hướng riêng một hồ, và mặt đi lần đá qua cương đen, tay vịn là tay vịn sắt nha anh chị. Đó, mặt trong là ốp gạch theo màu gạch của nền nhà mình ha. Rồi trên đây mình có hai phòng ngủ ha, ở trên này có hai phòng ngủ và nhà vệ sinh ở trên ha. Ở đây thì cái nhà vệ sinh phòng ngủ phía trước nè, phòng ngủ này mình về mình làm cái vách chỗ này nó cũng được ha, vách chỗ này thêm nữa nhanh chị, để em chia phòng ngủ ra có cửa sổ riêng, có cửa sổ riêng nhanh chị. Đó, trần nhà cũng còn cao ráo nha. Ở đây mình mở được cửa sổ phía sau, hai cái cửa sổ ha, cửa sổ hai cánh. Còn đây thì cái không gian phòng ngủ phía trước, nó phòng ngủ phía trước cũng cao ráo nha. Nó trần nhà cao ráo, có ban công nữa nha anh chị. Và ở đây có cửa sổ ra ngoài, cửa ra ngoài ban công, cửa nhôm sifa ha, cửa nhôm kết hợp với kính mờ nha anh chị. Gạch bên trên đây thì lót gạch cũng là gạch bóng kính loại 6 tấc nha. Đó, anh chị mình xem không gian trên tầng 1 một lần ha. Ở đây cái ban công của mình nha, ban công của mình nha anh chị, ban công của mình ha, đây phòng ngủ ha, ban công của mình nè. Ở đây có mái che ở dưới ha anh chị, mái che to ở dưới còn mới con, mới ha. Ban công của mình thì khoảng 8 tấc nha anh chị, và ta vịn là ta vịn sắt. Ở đây có cửa sổ, có móc treo đồ sẵn cho anh chị mình luôn nè. Đó, ở đây thì mình nhìn xuống dưới, mình nhìn ra bên đây, bên kia là chung cư mà Lai Bắc View ha. Đó, mình Lai Bắc View đã đầu video nhân đi ra ngoài đó cho anh chị mình xem rồi đó. Đây, ngay trục đường số 7 ha, khu tên lửa Eon Bình Tân nha. Ở đây ra ngoài kia thì khoảng 25m, 25m ha anh chị. Đó, pháp lý của căn nhà mình là sổ hồng riêng nha, hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Đó, với chiều ngang của căn nhà mình là 4m ha, chiều ngang là 4m và chiều sâu vào là 11m. Nhà nằm ở căn góc hai mặt hẻm ha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng đông, địa chỉ 516, 5/16, đường số 7 của Tên Lửa, Eon Bình Tân. Pháp lý của căn nhà mình là sổ hồng hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Nhà mình được hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh ha anh chị. Ở đây phòng ngủ thứ nhất rộng rãi, phía trước có cửa ra ngoài, cửa vào ban công. Còn ở đây là một phòng ngủ hở ha, một phòng ngủ đây mình có thể về làm cái vách chỗ này nữa là ra phòng ngủ rõ ràng ha. Và phòng này cũng có cửa sổ nha anh chị. Nó trần nhà anh chị mình xem nè, cao ráo nha. Và đây là không gian của nhà vệ sinh. Đó, đây là nhà vệ sinh ở trên lầu nha. Đây là nhà vệ sinh ở trên lầu nha anh chị. Đó, cầu thang, nhà vệ sinh ở cuối ha. Đó, cầu thang, nhà vệ sinh cuối. Cửa nhôm ha, kính mờ cho anh chị mình hết rồi ha. Ở trên đây thì chủ góc gạch cao tới trên nè. Đó, ở gạch cao tới trên hết rồi ha. Các thiết bị trên nhà vệ sinh cũng đầy đủ rồi. Ở đây là trục đường chính, đường số 7 ha. Địa chỉ 5/16, đường số 7 của Tên Lửa Eon Bình Tân. Nằm gần Eon Bình Tân, giáp với quận 6, gần chợ Phú Lâm, có mắt Phú Lâm ha. Pháp lý là sổ hồng riêng, hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên nha. Nằm ở căn góc hai mặt hẻm, chiều ngang là 4m nha chị, và chiều sâu vào là 11m ha. Đó, cầu thang mỉnh cuối ha. Ở trên đây được hai phòng, ở trên đây được hai phòng ha, nhà vệ sinh.
Nhưng sẽ nhắc lại thông tin chung có nhà mình lần nữa và kết thúc video quay nhà ở đây ha. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành ha. Hãy nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình nha anh chị. Ở căn nhà mình ở hẻm 5/16 đường số 7 khu Tinh Lửa, Eo Anh, Bình Tân. Chiều ngang của căn nhà mình là 4m ha và chiều sâu vào là 11m ha. Căn nhà nằm ở căn góc hai mặt hẻm ha anh chị. Một trệt và một lầu. Nhà có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Hướng nhà của mình là hướng đông. Giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 4.200.000.000 nha anh chị. Còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha. Anh chị mình quan tâm thì đến xem bất động sản này, nếu thấy ưng ý xem sổ sách về vị trí căn nhà mình xong, Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha. Ở ngoài kia là đường nhựa ha anh chị. Đường đó anh chị. Đường ở ngoài kia là đường số 5 ha anh chị. Ở ngoài đó là đi ra đường số 5 ha. Đường nhựa lớn luôn nha. Ở đây mình đi thẳng vô đó là đường số 5 và mình đi theo cái nhánh bên tay phải này, tay trái này, quẹo qua kia là đường số 7 nha. Nhà căn gốc của anh chị, khu dân cư hiện hữu hết. Hãy liên lạc với Nhân để xem bất động sản này. Hãy nhấn like và chia sẻ video để ủng hộ kênh và chia sẻ video cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh ở phân khúc có giá 4.200.000.000 ha, để bạn bè mình có thể mua được căn nhà ưng ý nhất và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất anh chị. Ở cái sân trước nhà mình ha, khung sắt bảo vệ đó, tìm nhà cao ráo. Nhà vô đây dẫn xe vô trong nhà. Ngoài kia là đường số 7 khu Tinh Lửa, Eo Anh, Bình Tân. Bên đây là đường số 5. Bên đây là trục đường số 5 ha. Căn góc hai mặt hẻm ha anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau. Giá là 4.200.000.000, còn thương lượng trực tiếp với chủ nha anh chị. Rồi hãy like và đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha.